Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Lúc lấy người long trọng thề thốt sẽ bảo vệ ta, chú Toàn, bây giờ giao cho ngươi một việc, vậy không biết là việc gì? Bạch cô nương, ngươi có thấy cánh cửa phía trước hay không? Ngươi đi mở cánh cửa đó rồi tiến về phía trước được không? Tinh thần lực cũng không thể nào nhìn thấu được. Bạch cô nương chờ ta ở đây, ta đi xem rồi sẽ về. Còn tưởng là cửa gỗ bị kiểm soát, ai ngờ không chịu nổi một kích. Là trận pháp không gian. Nếu ta đoán không nhầm thì bên trong cái tủ đó chính là di vật của Âu Dương tiền bối để lại. Bạch cô nương ở bên ngoài đợi ta, e là di vật đó không dễ dàng lấy được. Ta đi lấy cho người. Bạch cô nương, sao ngươi vào đây? Ngươi muốn tìm di vật với ta à? Bạch cô nương, ngươi định. Đừng cảm động, bổn cô nương chỉ sợ ngươi cướp đi di vật của Vũ Hóa Tông tổ sư mà thôi. Bạch cô nương, ý ngươi là sao? Lúc đầu bảo ta tiến về phía trước, giờ thì đề phòng ta, ngươi đùa với ta à? Ngươi điên thật hay là giả điên hả? Một kẻ ngoại môn như ngươi mà không có ý đồ bất chính với di vật của tông môn chúng ta hay sao? Ai tin hả? Ngươi. Bạch cô lương nói đúng. Nếu ta nói không có ý đồ bất chính thì ngay cả ta cũng không tin. Nhưng bây giờ chúng ta đều làm việc cho tông môn, nếu ngay cả lòng tin cơ bản cũng không có, lỡ hỏng việc thì bôi nhọ danh tiếng của ai đây? Ngươi nói đúng, trong lòng ta hơi áy náy. Ta nói thật với ngươi biết, đúng là ta đã lên đến tầng 9. Còn tại sao ta nói chỉ là lên đến tầng 6 là vì ta không muốn quản di hài đó. Thật sao? Tin hay không thì tùy ngươi. Lấy được rồi. Sao đột nhiên lại xuất hiện một đám quái vật? Lại bị hắn nói trúng rồi. Muốn lấy nó quả thật là không hề dễ. Bạch cô lương xem, sợ chưa? Cần ta giúp hay không? Giúp không tùy người. Ả nha đầu này đúng là không biết lấy lòng người khác. Nhưng lẻ mặt phụ thân của người, ta sẽ giúp người. Cơ chế bảo vệ di vật này đơn giản quá. Lúc nãy ngươi nói gì? Phụ thân của ta, ai là phụ thân của ta? Tông chủ của Vũ Hóa Tông, Chu Tiền Bối, không phải là phụ thân của ngươi à? Ngươi nghe kỹ cho ta, lão đó không phải là phụ thân của ta. Nếu ngươi còn dám nói bậy nữa, đừng trách ta không khách sáo. Phản ứng của Bạch Nhược Trần này hơi lạ. Không xong rồi, Bạch cô lương lùi về sau. Cái gì?